Chiến sự tại Đông Âu tiếp tục sụp sôi với loạt diễn biến nóng. Hà Lan cung cấp cho Ukraine 3 bệ phóng tên lửa Patriot và Jada. Mỹ cấp gói viện trợ quân sự mới 100 triệu đô la Mỹ. Argentina tham gia nhóm hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Nhiều vụ nổ xuất hiện ở Ukraine, máy bay Ba Lan cất cánh. Nga cáo buộc NATO điều khiển từ xa các bệ phóng tên lửa tại Ukraine. Su-57 Nga bị tập kích, phòng không Nga để lộ điểm yếu chỉ mạng. Lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine bắt sống hàng chục binh sĩ Nga trong cuộc phản công ở Kharkov. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraine ba bệ phóng và một trạm Sada cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Rutte, thủ tướng Hà Lan đã công bố điều này trên X trước đây là Twitter. Tuyên bố của ông được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh về phục hồi và tái thiết Ukraine được tổ chức tại Berlin. Ông cũng tuyên bố tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ nhằm củng cố nền kinh tế và xã hội Ukraine đồng thời đảm bảo nước này có thể tiếp tục chống chọi lại sự xâm lược của Nga. Và trước đó vào ngày 13 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Hà Lan đã có chuyến thăm không báo trước tới Odessa, nơi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thông báo về việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot. Tháng 4 năm nay Ukraine đã nhận được hai bệ phóng Patriot và một số tên lửa phòng không không xác định từ Hà Lan, như một phần viện trợ quân sự. Tháng trước, có thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét cung cấp thêm cho Ukraine một hệ thống phòng không Patriot để hỗ trợ những nỗ lực của châu Âu trong việc cung cấp đủ số lượng hệ thống phòng không cho Ukraine. Hoa Kỳ đang tìm cách gửi cho Ukraine một khẩu đội bổ sung để hỗ trợ châu Âu trong nỗ lực cung cấp cho Ukraine số lượng hệ thống cần thiết. Vào tháng 4, Đức tuyên bố chuyển một hệ thống phòng không Patriot khác cho Ukraine do các cuộc tấn công tên lửa của Nga gia tăng. Theo Pravda, Mỹ cấp gói viện trợ quân sự mới 100 triệu đô la Mỹ. Argentina tham gia nhóm hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Ukraine sẽ nhận gói viện trợ quân sự trị giá 100 triệu đô la Mỹ, bao gồm đạn pháo và tên lửa cho các hệ thống phòng không. Ông đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp giao ban sau cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Ông Austin nói rằng, Hôm nay tôi ấn tượng hơn bao giờ hết với kết quả của cuộc họp nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine. Hơn 50 nước đang giúp Ukraine chống lại Nga. Tại cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận về tình hình chiến trường và nhận được thông tin cập nhật về tình hình hiện tại, các vấn đề từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và Phái đoàn Ukraine. Nga tiếp tục gây áp lực lên khu vực Kharkov và Ukraine đang kiềm hãm quân đội Nga. Ông tuyên bố Ukraine sẽ nhận thêm gói hỗ trợ quân sự trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Cũng trong hội nghị này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Argentina đã gia nhập khối 50 quốc gia hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Người đối đầu ngũ chắc đại vui mừng thông báo, may mắn thay sự ủng hộ dành cho Ukraine ngày càng gia tăng và không gây sức ép. Thực tế, tôi rất vui mừng chào đón Argentina là thành viên mới, theo RBC của Ukraine. Nhiều vụ nổ xuất hiện ở Ukraine, máy bay Ba Lan cất cánh. Quý vị thân mến, truyền thông Ukraine đưa tin Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine trong đêm ngày 13, trạng sáng 14 tháng 6. Vào đêm ngày 13 rạng sáng 14 tháng 6 thì 4 chiếc Tu-22M3 của Nga có cánh theo hướng đông nam đã được quan sát thấy ở khu vực Tamop. Ngoài ra thì 5 máy bay Tu-95MS có cánh từ Olenegod cũng đã được ghi nhận. Ngay sau đó cảnh báo không kích đã được ban bố ở tất cả các khu vực của Ukraine. Theo đó, các vụ nổ đã được ghi nhận vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 ở các khu vực của Zabrychia và Kharkov. Ở tỉnh Khmelnytsky, các vụ nổ được ghi nhận lần lượt vào 0 giờ 2 giờ 30 phút, sau đó là 3 giờ 20 phút và 4 giờ 15 phút theo giờ địa phương. Lực lượng không quân Ukraine đã cảnh báo về mối đe dọa tên lửa đối với các tỉnh phía tây Ukraine, bao gồm các tỉnh Lviv và Ivano-Frankiv. Cảnh báo về các cuộc tấn công tên lửa cũng được đưa ra ở thủ đô Kiev. Ngay sau khi trên lãnh thổ Ukraine bắt đầu xuất hiện các vụ nổ, thì Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng Ba Lan thông tin trên mạng soi X, trước đây là Twitter, tiếp tục là một đêm bận rộn với các hệ thống phòng không của Ba Lan các hoạt động hàng không tầm xa của Liên bang Nga đang được quan sát có liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ của Ukraine. Bộ đã nhấn mạnh tất cả các quy định cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai. Quân đội Ba Lan sẽ liên tục theo dõi tình hình trên lãnh thổ Ukraine và luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh cho không phận của Warsaw, theo Europravda. nga cáo buộc nato điều khiển từ xa các bệ phóng tên lửa tại ukraine Thưa quý vị, phía Nga cho rằng các bệ phóng tên lửa của NATO trên đất Ukraine vẫn được liên minh kiểm soát một cách chặt chẽ. Phóng viên quân sự người Nga Alexander Zlatkov nhớ lại sự việc năm ngoái ở vùng Bryansk khi lực lượng về bên Nga đánh bại một nhóm tác chiến của Tổng cục Tình báo thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Các chiến binh bị bắt cho biết nhiệm vụ của họ là lắp đặt các máy bay không người lái cảm tử đã được nạp đạn và ngụy trang gần mục tiêu cụ thể giới phân tích cho rằng những chiếc uav nói trên sẽ được kích hoạt theo tín hiệu từ bộ tư lệnh không gian của nato trong vài ngày và sau đó được hướng đến các mục tiêu đã định của chúng chuyên gia slatkov lưu ý rằng trường hợp này cho thấy khả năng điều khiển từ xa của các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái ở ukraine từ những quốc gia khác thậm chí có thể từ các lục địa khác Ông Slatkov cho rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga đang được thực hiện không theo kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine, mà theo kế hoạch được phát triển tại Washington hoặc London. Điều này dẫn đến kết luận rằng các chuyên gia Mỹ không bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ chính thức của NATO. Họ có thể điều khiển các bệ phóng tên lửa được cung cấp cho Kiev và tiến hành những cuộc tấn công chống lại Nga, trong khi trách nhiệm chính thức được giao cho Ukraine. Mặc dù như vậy nhưng mà nhiều nhà phân tích cho rằng tuyên bố của phóng viên Slatkov là xa vời và không liên quan gì đến thực tế. Theo các chuyên gia, việc điều khiển tự động các hệ thống như vậy sẽ tốn kém hơn nhiều do phải xây dựng hạ tầng phức tạp và chẳng có ích lợi gì to lớn. Theo Avia Pro Su-57 Nga bị tập kích, phòng không Nga để lộ điểm yếu chỉ mạng, Thưa quý vị, việc hai tiêm kích su 57 của Nga bị hư hại do trúng đòn đánh Ukraine cho thấy phòng không nước này không thể đối phó hiệu quả với UAV. Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine gọi tắt là GUR vào ngày 9 tháng 6 cho biết, nước này đã triển khai máy bay không người lái UAV tự sát tập kết căn cứ không quân Aktobin thuộc Cộng hòa Azerbaijan thuộc miền nam của nước Nga khiến ít nhất là hai tiêm kích Su-57 hiện đại nhất của nước này đã bị hư hại. Căn cứ nằm cách tiền tuyến phía đông Ukraine khoảng 589 km. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận, song các kênh Telegram quân sự của nước này xác nhận tổn thất như phía Ukraine công bố. Những tài khoản này cho biết ba UAV tự sát của đối phương đã đánh trúng mục tiêu, trong đó thì hai chiếc gây hư hại cho các tiêm kích Su-57. Tài khoản Fider Bomber của một phi công tiêm kích Nga có hơn 460.000 người theo dõi cho biết, tôi sẽ không viết về lý do hệ thống phòng không hoạt động hãy để các sĩ quan có thẩm quyền xem xét việc này và cho biết thêm rằng phản ứng duy nhất của lực lượng phòng thủ ở căn cứ khi đó là xả hai băng đạn về phía uav của ukraine song không hiệu quả alexander kachenko phóng viên hãng thông tấn nhà nước ia novosti của nga chỉ trích giới chức vì đã không xây đủ các nhà chứa máy bay để bảo vệ tiêm kích khỏi các tấn công như vậy khashenko viết trên telegram cá nhân rằng không có lý do gì để bỏ các chiến đấu cơ hiện đại nhất nằm tinh hình trên đường băng như vậy Ảnh vệ tinh do GUR chụp tại sân bay sau vụ tập kích cho thấy một tiềm kích số 57 đầu trên đường băng, bên cạnh là các vết cháy xém và những hố nhỏ do các vụ nổ tạo ra. Giới chỉ huy quân sự Nga được cho là đang gặp nhiều khó khăn trong việc lên phương án, đối phó với các đòn đánh bằng UAV tầm xa của Ukraine viện nghiên cứu chiến tranh isw trụ sở tại mỹ tuần trước cho biết một số bình luận viên quân sự nga liên tục phàn nàn về năng lực của uav và tác chiến điện tử vượt trội của ukraine trên chiến trường theo các blogger quân sự ủng hộ moscow Kiev đang chiếm ưu thế lớn về cả số lượng UAV triển khai và số lượng người vận hành, đồng thời sở hữu cấu trúc tổ chức, thiết bị không người lái tiên tiến hơn so với đối phương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng 2 ký sắc lệnh thành lập lực lượng chuyên biệt về drone bao gồm thiết bị bay không người lái, xuồng không người lái USV hay phương tiện không người lái mặt đất UGV. Kiev là nước đầu tiên trên thế giới thành lập nhánh riêng về loại khí tài này trong quân đội. Trong báo cáo năm ngoái, Sergei Marakenko, giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Điện Xanh Bên của Nga, tiết lộ lưới phòng không nước này không thể đối phó hiệu quả chiến thuật bầy đàn UAV, vốn là con ác chủ bài của quân đội Ukraine để nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ của Nga. Ông cho biết lực lượng phòng thủ Nga gần như không thể bắn trốn những chiếc UAV có kích thước nhỏ bằng các vũ khí hiện có như Pantsir F1, hệ thống pháo tên lửa đặt trên xe tải 8 bánh hạng nặng hay tổ hợp Tunguska có thiết kế tương tự, ngay cả Hệ thống phòng không bánh xếp Thor đời mới nhất được trang bị 8 tên lửa dẫn đường bằng radar và phóng theo chiều thẳng đứng cũng đang gặp khó khăn trong việc phát hiện, bám sát các mục tiêu nhỏ, di chuyển chậm như UAV của Ukraine, theo giáo sư Makarenko. Vấn đề cơ bản ở đây đó là các radar chiến thuật của Nga không được thiết kế để theo dõi các mục tiêu như vậy. Năng lực tác chiến điện tử của Nga cũng có một số hạn chế. Các hệ thống gây nhiễu của Moscow có thể làm gián đoạn liên lạc giữa tổ vận hành và UAV. Song đây không phải là phương án hoàn hảo. UAV của Ukraine thường bay theo lộ trình đã được thiết lập sẵn hoặc được trang bị các biện pháp tinh vi để chống gây nhiễu, trong đó có tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Trước tình cảnh này, quân đội Nga đang phải tìm đến các giải pháp ứng biến để có thể đối phó thiết bị bay không người lái của đối phương, một số binh sĩ Nga đang sử dụng súng hoa cải bắn đạn ghém, được cho là vũ khí hiệu quả nhất để đối phó drone ở tầm gần. Vài quân nhân đã đăng video kêu gọi những người ủng hộ ở quê nhà gửi thêm loại súng này cho tiền tuyến để có thể chống lại drone. Trong khi đó, Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lực tác chiến bằng thiết bị không người lái. Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Rustem Umerov vào hôm 10 tháng 6 bổ nhiệm phó tư lệnh quân đội Ukraine Vadim Sukharevsky làm chỉ huy lực lượng John của nước này. Giới quan sát nhận định động thái cho thấy Ukraine rất quan tâm tới loại khí tài trên. Tổng thống Zelensky vào tháng 12 năm 2023 cho biết. Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu drone trong năm 2024. Ông cũng khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong năm nay đó là vượt qua Nga trên lĩnh vực drone, theo Newsweek và Reuters. Lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine bắt sống hàng chục binh sĩ Nga trong cuộc phản công ở Kharkov. Thưa quý vị, một lữ đoàn chiến đấu tinh nhuệ của Ukraine mới đây xác nhận rằng họ đã bắt được hàng chục binh sĩ Nga khi tiến hành cuộc phản công ở Kharkov, miền Bắc Ukraine. Theo Kiev Post, lữ đoàn xung kích số 3 tinh nhuệ của Ukraine hôm thứ Tư vừa công bố hình ảnh video cho thấy họ đã bắt giữ 24 binh sĩ Nga làm tù binh trong một trận chiến ở Kharkov. Một đoạn video dài 28 phút được lữ đoàn đăng trên mạng cho thấy những người lính Nga bị bắt làm tù binh khi chiến đấu gần thị trấn Vopchansk. Điểm chiến sự được cho là nóng nhất ở Kharkov đang ngồi bên trong một căn phòng rộng. Kepo xác định có hai binh sĩ đã xuất hiện trong một video riêng biệt được đăng tải trước đó vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 6. Các phương tiện truyền thông xã hội của quân đội Ukraine đã bắt đầu đưa tin về hiện tượng một số lượng đáng kể binh sĩ Nga đầu hàng tại Kharkov vào tuần trước sau các cuộc phản công của các đơn vị bộ binh tấn công Ukraine. Kepo trước đó xác nhận có một số binh lính Nga cũng đang đầu hàng, trong và xung quanh thị trấn Vopchansk. Tuy nhiên, dường như số lượng binh sĩ Nga đầu hàng lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine lần này lớn hơn đáng kể. Hai sĩ quan của lữ đoàn xung kích số 3 tiết lộ với Kiev Post rằng trong cuộc giao tranh gần đây đã có một số lượng lớn quân Nga đầu hàng. Theo Kiev Post, Phát biểu trong video được đăng tải vào hôm thứ Tư, 11 tháng 6, các tù binh Nga cho biết các đơn vị của họ đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng Ukraine với sự yểm trợ bởi pháo binh và máy bay không người lái FPV. Một tù binh Nga thậm chí cho biết đơn vị của Anh chỉ còn 7 người sống sót trong một cuộc phản công của Ukraine và đang ở trong một hầm trú ẩn trước khi bị lữ đoàn xung kích số 3 bắt giữ. Các tù binh Nga thừa nhận họ thuộc về lữ đoàn súng trường cơ giới số 28 và trung đoàn súng trường cơ giới số 283. Về phần mình, Nga từng tuyên bố họ đã bắt giữ khoảng 6.000 binh sĩ Ukraine kể từ khi cuộc chiến với Ukraine bùng nổ vào tháng 2, 2022. Gần một nửa đã bị bắt làm tù binh sau cuộc bao vây kéo dài 85 ngày đối với thành phố cảng Mariupol trên biển Azov. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết khoảng 3 đến 3.500 binh sĩ Nga đang bị Ukraine giam giữ. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Hãy tiếp tục đồng hành cùng bản tin của chúng tôi bằng cách nhấn thích video cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn kênh htd news để theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo